Con này là con chó. Nói rõ con này con gì, nhanh hết thời gian mày. Chim kết cục. Con chó, hết thời gian tao. Con chó. Con chó, rồi bây giờ con này con gì, nhanh đi hết thời gian tao rớt 40 triệu mày. Con này con gì? Vợ. Con vợ hả? Bây giờ tao nói nó con heo. Nói ra nói con gì? Yeah. Xin mời thí sinh Phi Long. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Con sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Chào chú Văn Thành, chú Trường Giang, chú Nguyễn Kiến Quy. Tiềm năng đó, nói ra thấy là ok đó nha. Con tên gì con? Dạ con tên Nguyễn Phi Long. Nguyễn Phi Long. Con mấy tuổi? Dạ hôm nay con 16 tuổi. 16 tuổi sao nhỏ xíu vậy? Con giống chú. Hả? Con giống chú ăn hoài không lớn. À con giống chú ăn hoài không lớn hả? Dạ. 16 tuổi hả? Hư cấu. Cái dòng này là phải 6 tuổi. Phi lý. Thôi kệ, mình tạm tin vậy. Nào. Con ơi, bây giờ con có ai phụ diễn với con không hay là con diễn mình nên? Dạ con diễn mình nên. Rồi, sẵn sàng nha. Tự tin nha, hy vọng lắm á. Quê đâu? Dạ con quê An Giang. An Giang hả? Mùa này đừng có An Giang nhiều ha. Chú chúc cho con đóng vai ba chú, ba hai chú luôn á. Nhưng mà chú ngồi đây hay lên? Dạ, chừng nào con... À nói chung con gieo gì làm đó. Dạ. Rồi, sẵn sàng nha. Nhớ canh thời gian 60 giây. Bắt đầu. Giang Thành. Trời ơi, hồi đó tí nuôi mày cao lắm mà sao bây giờ mày lùn dữ vậy? Rồi biết chắc luôn, mày cưới con hai ghi quân nó leo lên đầu lên cổ mày ngồi riết mày lớn không nổi đúng không? Thôi, tí con này bồi bổ cho mày nè. Táo, tí mới lấy dưới quê lên, ăn con. À, ăn đi con. Hay quá tía. Nè con luôn, có con luôn. Cái này con chú. Dạ. Đúng rồi, ăn đi con, ăn nhiều vô. Đúng rồi, ăn. Đúng rồi, ngon không? Con. Ngon. Đúng rồi, cái táo này bà chín mới cúng cô hồn mà không có con cô hồn nào lấy ăn, tí lấy cho mày ăn á. Dạ. Dễ thương đó, ý tưởng là mọi thứ là ok rồi đó. Bây giờ là tiếp nè, bây giờ mình làm gì nữa không? Chàng trai trẻ, bạn có 2 triệu rồi đấy. Thi tiếp hay dừng lại nào? Dạ con thi tiếp. Thi tiếp. Dạ nha. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Dạ là nói phải chậm hơn trẻ nha. Thời gian 60 giây bắt đầu. Thành ơi, tí cũng ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, tí gần hết đất rồi. Mà tí nói cho mày nghe, mày nhớ hồi xưa mày kêu tí mua cái này cho mày không? Cái gần cái đám cưới của mày nè, mày bắt tí bán 2 cây chuối tí mua cho mày đó. Mày biết cái gì không? Cái gì tía? Con biết cái gì không? Cái miếng độn tăng chiều cao nè. Trời ơi, mày bắt tao chặt 2 cây chuối tao bán cho mày ha. Mày mua mày độn vô đôi giày mày mà mày vẫn lùn hơn con hai ghi quân ha. Mày làm tí tốn 2 cây chuối, một lát gì tao cắt chuối mày tao bù vô 2 cây chuối tao nè. Hàng gặp mưa rào cho nên dễ cười lắm. 10 triệu trong tay. Ôi mà hàng dạo này thất bát quá. Ôi và cơn mưa tới mát tâm hồn. Con trai nói chung là được, những ý tưởng rất là thông minh. Cái mà chú Thành đánh giá cao của con là con diễn rất là chân thật. Đúng rồi. Con không có cố tình diễn và cái cách, cái nhịp con rất là chắc nha. Mày biết cái gì không? Nhá 2 nhịp xong, một cái cạch là để lên bàn liền, không có nhá cái nhịp thứ hai. Mày biết cái gì không? Cái gì tía? Con biết cái gì không? Cái miếng độn tăng chiều cao nè. Trời ơi, mày bắt tao chặt 2 cây chuối tao bán cho mày ha. Cái đó là một trong những cái yếu tố cơ bản mà một diễn viên phải có, đó là tiết tấu. Khi con người mình có cái nhịp, có cái tiết tấu là con nói cái câu ra người ta cho quý con liền. Chịu. Lát có diễn dài nữa không? Dạ có.
Ban tổ chức cho mượn khăn rằn hay là cái nón ông già đi, cho mượn cây bút luôn. Con lên đây với ai? Dạ con lên với mẹ con. Mẹ con đâu? Dạ mẹ con ngồi ở ngoài, em nó đi theo cho nên họ lên đây không được, sợ nó khóc. À em nhỏ lắm hả? Dạ. Bây giờ là 16 tuổi có nghĩa là học lớp 10 đúng không? Dạ đúng. Trong lớp là con cao nhất phải không? Dạ con cao nhất luôn á, nhất trường luôn. Để ai nhất trường luôn hả? Trời ơi. Sao hay quá. Tại sao con mê hài? Dạ từ nhỏ con coi hài xong rồi con thấy nó vui chứ con không có đam mê, rồi từ năm lớp 6, lớp 7 cái con bắt đầu đam mê. Cái này thi là tự là con muốn thi hay là ba mẹ ủng hộ con thi? Dạ tự con đi thi luôn. Chừng nào rậu cách tin con nói với ba mẹ con. Hay quá vậy ta. Ở trong trường á, ở trong trường có làm cho ai cười rồi chưa? Có tham gia một cái hoạt động gì chưa? Dạ hồi lớp dạ lớp 8 với lớp 9 thì cái tiết mục văn nghệ hài đồ là con có tham gia. Và năm lớp 8 là con là người đi đầu trong cái mang hài vô trường học. Trời ơi ghê không? Đừng có giỡn nha. Rất bình tĩnh. Khởi xướng phong trào hài học đường, hài học đường. Hài học đường. Hài học đường, đây là người khởi xướng. Bây giờ con có thi nữa hay là không? Dạ nữa. Khoan, suy nghĩ cho kỹ. Chắc nhà con đang có 10 triệu đó. Rớt một cái. Mất 10 triệu. Phong trào hài trường mình tan nát. Dạ thi tiếp. Thì tiếp luôn. Chú Giang chưa gì dành ước mơ của con nhỏ. Không sao. Chú Thành thấy rằng là hiện nay là con đang rất là tiềm năng. Và với cái câu trả lời của con nó cực kỳ bản lĩnh. Cái đam mê nhiều hơn tiền đúng không? Dạ. Ok. Rồi đây để chú bù phép cho con dễ diễn hơn nha. Đưa khăn rằn đây coi. Đó đưa đôi dép lên nè. Lấy cái bút chì đây nè. Tức là những cái này nó sẽ gọi là hỗ trợ cho con. Dạ. Khi con nhìn vô mọi người tin hơn và con cũng sẽ tự tin hơn. Chú Thành dễ cười hơn nha. Rồi con sẽ diễn hay hơn, kiếm tiền nhiều hơn, phong trào trường mình đi lên hơn. Nha. Đó. Quý lắm con, hiểu không? Con bây giờ giống như hạt kim cương giữa sa mạc, quý lắm. Nè chú làm xong con phải diễn mắt cười nha. Long ơi. Dạ. Thầy cô mong con, bạn bè mong con. Trời Vinh ơi. Vinh Hiển trở về nghe Long. Sao giống như đưa đi chiến trường quá vậy. Chết già rồi. Cối kìa. Sao thành bà Tám rồi vậy con? Đợi xíu nha con. Dạ. Có bạn gái chưa? Dạ chưa. Hả? Dạ chưa. Lớp 10 mà chưa có, hồi xưa chú Huy lớp 9 là có rồi đó. Con sợ bị đẹp. Cứ chậm rãi thôi, chú Thành dễ cười lắm, cứ chậm rãi. Tại con kịch bản mình nó có sẵn rồi, hấp tấp làm gì nữa. Dạ. Nha, bệnh luôn hả? Dạ đâu có. Chú Giang chú lên đây đứng làm con. Mới giúp nó xong đó. Mới giúp nó xong giờ bắt lên cho nó chữ. Ai biểu, mày đặt chi, nhiệt tình chi. Làm tới nơi tới chốn đi. Bây giờ nè, con lấy cây roi mây ra con đập chú mới cười nè. Có ai có cây roi con mượn, con có dép không? Thiệt á hả? Dạ định quýnh chú bằng dép mà chú Thành kêu quýnh roi mây tới. Đó mượn cây roi đi cho nó vừa lòng. Cái gì cũng vậy, diễn phải thật à. Dạ. Quánh không đau không có vui đâu à. Trời ơi. Rồi diễn hợp lý vị trí nha. Thấy không? Xây mặt qua đây chú. Thời gian 60 giây bắt đầu. Giang, tía có cho mày lấy con Nhã Phương không mà mày lấy à? Hai mươi triệu. Lên ôm liền. Nãy giờ chờ có nhiêu đó này. Nguyên một mùa chờ có nhiêu đó thôi. Trời. Không bị đè đầu cưới cổ, bị ép dầu ép mỡ. Không sao ốm dữ vậy con.
Hả? Ai hà hiếp con không? Sao con ốm dữ vậy? Nhiều rồi. Dạ 20 à. Thông minh, thời sự, bình tĩnh và cái mặt có duyên luôn. Chịu, dập tiếp lấy 40, khỏi nói nhiều. Hồi nãy giờ thấy cái mặt mình chưa? Dạ thấy rồi. Thấy ở đâu? Ủa dạ thấy cái gì chú? Con thấy cái mặt con sau khi quá trang chưa? Cho ai cho coi cái đi. Kìa, cho mượn cái điện thoại nè, nhìn vô cái màn hình nè. Đó, thấy cái mặt mình, để con có cảm giác. Nhìn vô màn hình hỏi mày là ai vậy? 2, 3. Hỏi thấy chưa? Hỏi đi, mày là ai vậy? Hỏi đi. Mày là ai vậy? Hello. Ta có chứng kiến riêng của ta bắt ta nhanh. Giờ tôi có đứng đây nữa không? Dạ có chứ, chưa có hành xong. Thi nữa hả? 20 triệu nha. Mất chắc rồi. Không? Dạ chắc. Rồi thi tiếp. Giải thưởng kế tiếp sẽ là 40 triệu. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Tía nghe tin mày lấy nó, tía lật đật lên đây. Cái quần tao còn không mặc được mà tao sọt lộn cái quần của má mày nè. Giang ơi là Giang. Sao vậy con? Mày nói không nghe lời tiếng à? Bây giờ nè, con này con chim cánh cụt nè. Mày nói tía coi con này con gì? Chim cánh cụt. Con này là con chó. Nói rõ con này con gì? Nhanh hết thời gian mày. Chim cánh cụt. Con chó. Hết thời gian tao. Chó. Con chó. Rồi bây giờ con này con gì? Nhanh cho hết thời gian tao gớt 40 triệu mày. Con này con gì? Vợ. Con vợ hả? Bây giờ tao nói nó con heo. Nói rồi nó con gì? Mình. Chúc mừng 40 triệu đồng. Bây giờ kính thưa quý vị, là để phải nói thêm một điều nữa nè. Hồi nãy trong cái lúc mà vẽ mặt make up cho cháu á, thì cháu nói là chú ơi, lát nữa mà con diễn á, trong cái con nói tới đó là chú phải nhớ nói theo con với. Tức là Trường Giang không biết sẽ nói câu này là kết cục hay con chó hả? Thì ý của cháu là hỗ trợ trong cái phần đó là tại nó định đưa cái hình ra là định kêu con đó con chó đó. ý là đâu phải con hả? Dạ đáng lẽ là nãy là con còn cái kia nữa mà gấp quá. Chứ đừng kể lát nó tính, có nghĩa là định làm vậy. Nhưng mà cháu nó rất thông minh nha, nó biết nếu mà nó sử dụng từ con chó nhiều khi phản cảm. Hổ. Tại qua con heo. Con chó. Hết thời gian tao. Chó. Con chó. Rồi bây giờ con này con gì? Nhanh cho hết thời gian tao gớt 40 triệu mày. Con này con gì? Vợ. Con vợ hả? Bây giờ tao nói nó con heo. Mày nói rồi đó con gì? Rất thông minh. Nhưng mà trên cái đà là đà của con chó. Rồi qua cái người phụ nữ lễ phép. Bây giờ chú đoán nha, con sẽ thi tiếp và người lên đây là chú Trấn Thành đúng không? Khoan, bạn trẻ ơi. Dạ. Thế này, suy nghĩ thật kỹ nha. Nãy giờ là 4 tiểu phẩm, hai anh hài đã cười, nhưng mà thời gian của con đang là 18 giây. Nó rất là suýt sao. Con đang có 40 triệu đồng. Nếu con chấp nhận thi tiếp, rủi ro sẽ xảy ra, con sẽ mất 140 triệu. Nhưng nếu con thành công sẽ là 100 triệu. Và đêm gala 16 tuổi hả? Dạ con 16 tuổi. 16 tuổi. Người trẻ nhất chưa? Chưa, đâu có gì bạn trẻ hơn. Nhưng mà người lớn tuổi nhưng mà nhỏ nhất. Người ốm nhất. Ốm nhất. Số tuổi phi lý nhất luôn. Cái này còn vui không? Còn dài không? Có cái miếng trước, cái miếng này dài không? Mà ngắn ngủn. Ý là con bóp lại con. Ý là trước cái miếng hồi nãy là còn miếng nữa đó. Nhưng mà giờ đó đâu diễn được nữa, kể luôn đi. Nếu mà không đủ dài thôi kể tặng mọi người đi. Là nãy định làm gì? Diễn lại ha. Con diễn thử. Lên nữa hả? Lên chứ. À, cái này diễn tặng đúng không con? Dạ. À. Là trước cái này đúng không? Hay là sao? Dạ trước cái này nữa mà nãy con quên lấy cái đó ra. Ờ vậy sao bỏ đó vô sau cái cánh cục đúng không? Rồi. Rồi cầm cái chảo lên nè. Đây là con chó nè. À. Vô 2, 3.
được. Hỏi đi. Con đang thử, đang suy nghĩ coi có diễn hay không. À, đang suy nghĩ có nên diễn hay không hả? Khoan. Đúng rồi. Em nó muốn là nhiều khi chơi mà thắng được 100 triệu biết đâu. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ phải là sự quyết định của con nha. Con phải trả lời là mình thi tiếp hay ngừng lại, hoặc ngừng lại và đây là diễn tặng. Thùy thoải mái luôn, chấp con luôn. Đang yêu thương giờ sủng ái, đặt cách muốn làm gì làm. Hãy tính đến. Sao? Chú là người khó cười đúng không? Mà chú khuyên là tiếp luôn. Phải tiếp. Rồi, câu hỏi như thường lệ, thi tiếp hay ngừng lại? Này, bây giờ hiện tại là 40. Là 40 triệu là được vào đêm La Ga rồi đó. Gala chú. À, gala. Nghe nãy chữ vợ quá quéo à. Thằng đưa tình huống không dám nói bậy. Bây giờ là con đã có 40 triệu chắc chắn trong tay, kèm theo là một tấm vé vào đêm gala. Nhưng bạn trẻ ơi, nếu chẳng may vòng năm con thi rớt thì chúng ta mất 40 triệu thôi, không có gì phải đáng lo cả. Thôi làm nhỏ quéo à. Nhưng mà nếu mà con thắng thì con được 100 triệu. Chú an phận làm MC đi, chúc con giặt chú. Thôi con muốn nói gì con nói đi chú. Con thi tiếp đi chú. Chú con dập chú luôn. Vô dừa. Giờ ngồi sao nè? Đó ý kiến. Giờ sao nè? Nào bạn trẻ ơi, đây là 40 triệu và sắp tới là 100 triệu. Thi tiếp hay ngừng lại? Dạ con ngừng lại. Dạ con ngừng lại. Sao vậy? Tôi dừng lại diện, tôi dừng, tôi dừng. Dạ con muốn chắc ăn. Đúng rồi, về mình lấy ăn uống cho nó có sức khỏe vô gala mình. Con ơi, bộ ngoài cái con hồi nãy ra không còn con nào nữa hả? Dạ hết rồi. Trời ơi, sao chuẩn bị ít vậy con? Sao không chuẩn bị cái hình Harry Potter nữa? Đúng rồi. Mời chú Thành lên. Kiếm thêm một con bên hàng nữa là em nhờ. Trời ơi, đưa Hàn Quốc lên, chú Thành lên. Đây là mẹ mày đúng không? Chú Thành đâu dám nói không? Đúng rồi, con gì? Con vợ không? Mẹ. Thiệt tình. Giới thiệu một tí về gia cảnh, dòng họ nhà mình xem. Dạ con ở Bình Đức 3. Con đang học trường trung học Phổ thông Nguyễn Hiền. Khi vô học thầy cô có nói gì con không? Dạ vô học con im ru rồi con. Sao kỳ vậy? Con giống như lên sân khấu con mới. Mới là con? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nói chuyện nghe thấy thương không kìa. Cái máu nghệ sĩ lớn ơi là lớn. Con lớn lên con phải làm nghệ sĩ thôi. Cái máu như vậy là phải làm nghệ sĩ thôi. Nhưng tại sao trong lớp mình lại im? Không cùng đẳng cấp khó nói chuyện. Nhiều khi nhìn thầy cô, các bạn chưa tới đâu. Hay sao? Hay sao? Tại sao im? Dạ, như kiểu là bình thường mình cứ như bình thường thôi, khi nào lên sân khấu thì... Cái vòng bán đầu tiên mà, đúng không? Cái tiệm sủi cảo đầu tiên là khách đông nhất, đúng chưa? Thôi kệ, về suy nghĩ tiếp nha con. Nhưng điều quan trọng, vô gala rồi, 40 triệu thuộc về cậu. Cậu bé 16 tuổi, chúc mừng. Cái này là 40 triệu đồng tiền thưởng. 40 triệu đồng. Cái vé vô gala, cái khăn này tặng con làm kỷ niệm nha. Ok chưa? Tặng có cái khăn. Tặng có khăn giữ về kỹ, giữ kỹ nghe chưa? Tôi dép luôn chú. Lỡ đưa rồi kệ. Công đi. Một bộ anh. Rồi tặng luôn đôi dép, cái khăn luôn. Nãy còn cái nón nữa. Cái nón mất tiêu ha. Bớt tham, bớt tham.